Thưa quý vị, nhằm chào mừng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, những ngày này, các hội, đoàn thể, đơn vị địa phương đã và đang tổ chức nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp trong mắt du khách khi đến với thành phố. Đây là buổi ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà vào sáng sớm nay, ngày 17 tháng 6. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, thu hút hơn 200 hội viên của 7 phường và Hội Phụ nữ Công an quận tham gia. Tụi chị là sáng 5 giờ đã tập trung rồi và nhân cái mùa du lịch của thành phố là bắn pháo hoa thì cũng thực hiện dọn xanh sạch đẹp thì để cho thu hút khách du lịch, vừa làm sạch môi trường và vừa là cho khách có những cái mà sắc đẹp về người phụ nữ Đà Nẵng nói chung và phụ nữ Sơn Trà nói riêng. Cái tuổi bà nó nhưng mà bà thích đi thôn doa để mà hoạt động phong trào phụ nữ em để cho được khỏe và luôn dịp cái phóng phố hoa này bà để chung tay để cho môi trường sạch đẹp. Các hội viên phụ nữ của Sơn Trà được phân chia theo từng địa bàn tiến hành dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng cũng như các tuyến đường có đông khách du lịch nhằm chào mừng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp trong mắt du khách khi đến với thành phố trong mùa hè này. Trước tiên thì chúng tôi muốn lan tỏa cái tinh thần của chị em phụ nữ là giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là những cái cảnh quan môi trường của thành phố Đà Nẵng và trên địa bàn của quận Sơn Trà. Và bên cạnh đó thì phát động chị em phụ nữ cũng như là hộ gia đình giữ gìn vệ sinh môi trường để làm cho cái công tác môi trường của thành phố của Đà Nẵng của chúng ta có nhiều cái kết quả đạt được. Và khách du lịch đến với Đà Nẵng thì cũng thấy được cái môi trường sạch và đẹp, các cái đoạn đường thông thoáng. Dịp này, lãnh đạo thành phố đề nghị toàn thể nhân dân chung tay góp sức bằng những hành động việc làm cụ thể trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá, văn hóa văn minh đô thị để giữ gìn điểm đến an toàn, thân thiện.